Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 8 bài số 6 nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, bài số 6, bản vẽ các khối tròn xoay. Học bài này mình sẽ nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp như là hình trụ nè, hình nón nè, hình cầu nè. Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình trụ, hình nón và hình cầu nha. Khối tròn xoay là gì? Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường dùng các đồ vật có hình dạng tròn xoay khác nhau như là bát nè, đĩa nè, chai lọ. Ở đây có một câu hỏi, các em có biết các đồ vật đó được làm ra như thế nào không? Như vậy là mình thấy là hình 6.1 nè. Mô tả người thợ gốm đang dùng bàn xoay để sản xuất ra các đồ vật hình tròn xoay. Như vậy là để sản xuất ra cái hình tròn xoay thì người thợ gốm sẽ dùng một cái bàn xoay. Người ta sẽ dùng một cục đất sét nha. Người ta sẽ xoay và người ta nắn nó thành một cái vật thể như là cái chén, cái bát, cái chai, cái lọ, đúng không? Thì những vật thể được tạo ra bằng cách đó thì người ta gọi là vật thể gọi là khối tròn xoay nha, đúng không nè? Giờ tiếp theo. Giờ như vậy là mình thầy sẽ trả lời câu hỏi này nha. Các em có biết các đồ vật đó được làm ra như thế nào không? Rồi thầy trả lời. Như vậy là các vật thể có dạng tròn xoay được tạo thành khi quay một mặt phẳng, quay đường cố định trục, quay quanh trục của mình, trục cố định nha. Các vật thể có dạng hình tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng, quay đường cố định, quanh trục quay của thành là ra cái khối tròn xoay nha. Giờ tiếp theo bài giảng. Bằng cách điền vào chỗ ba chấm các cụm từ sau: hình tam giác vuông, nửa hình tròn và hình chữ nhật vào các mệnh đề sau đây để mô tả cách tạo thành các khối hình trụ, hình nón và hình cọc. Như vậy ở đây mình xem cái hình 6.2 nha. Đây là các khối tròn xoay. Như vậy nếu mình sử dụng một cái hình chữ nhật, đây hình chữ nhật ABCD, mình sẽ lấy cái cạnh AB là giữ cố định cạnh AB và mình xoay cái cạnh CD, xoay xoay quanh cái trục AB thì mình được một cái hình, thì đó chính là hình trụ. Tương tự nếu mình lấy một cái tam giác vuông ABC, nếu mình xoay xung quanh cạnh AB thì mình được một cái hình, đó chính là hình trụ, là hình nón nha. Xoay tam giác vuông xung quanh trục AB thì sẽ được hình nón. Còn nếu mình lấy nửa cái hình tròn có đường kính là AB, mình xoay xung quanh lấy AB làm trục thì mình được cái hình gọi là hình cặp, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ để là khi quay ba chấm một vòng quanh một cạnh cố định thì ta được là hình trụ. Như vậy ở đây mình sẽ sử dụng ở đây là hình chữ nhật nha. Khi quay hình chữ nhật này, chữ nhật ABCD, một vòng quanh một cạnh cố định ta được hình trụ. Tiếp theo câu B thì mình để là khi quay tam giác vuông nha. Khi quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định thì ta được hình nón. Và câu C thì mình để là khi quay một nửa hình tròn nha, một vòng quanh đường kính cố định thì ta được là hình cầu nha. Giờ tiếp theo là khối tròn xoay được tạo thành khi quay một mặt hình phẳng quanh một đường cố định trục quay của hình, đúng không nè? Rồi ta tiếp một câu hỏi. Em hãy kể một số vật thể có dạng các khối tròn xoay mà em biết nha. Giờ thầy sẽ làm phía dưới đây cho các em xem nha. Như vậy là khi quay ba chấm thì mình để là khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định thì ta được là hình trụ, đúng không nè? Còn khi quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh vuông cố định thì sao ta được hình nón nha. Đúng không nè? Và tiếp theo là khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định thì ta được hình cầu, đúng không? Như vậy tiếp theo là một số vật thể có hình dáng khối tròn xoay mà em biết. Thì mình thấy ở đây có quả bóng, đúng không? Quả bóng hoặc là ta gọi là trái banh cũng được. Trái đất cũng là hình cầu. Chiếc nón lá là hình nón, đúng không?
Long bia là hình trụ và tennis là hình cầu, đúng không? Đó là những vật dụng. Còn em nào biết thêm những cái vật nào mà có một trong ba hình dáng đó thì mình kể với, đúng không? Hình trụ, hình nón và hình cầu. Tiếp theo là hai là mã hình chiếu của hình trụ, hình nón và hình cầu. Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu và trả lời các câu hỏi sau. Mỗi hình chiếu có hình dạng như thế nào? Tam giác căng hay là hình chữ nhật hay là hình tròn? Và mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay, đường kính hay là chiều cao? Bằng cách điền các cụm từ vào trong một đơn trong bảng 6.1, 6.2, 6.3. Giờ ở đây thầy sẽ làm câu này nhé. Tiếp một nhỏ là hình trụ, mình sẽ xem cái hình trụ trước. Hình trụ tròn này, hình trụ người ta còn hay gọi là hình trụ tròn nhé, thì nó giống như cái ống nước của mình. Nếu mà mình cắt một khúc, mình bịt hai đầu thì nó chính là cái hình trụ, đúng không? Như vậy nếu mà hình trụ, nếu mà mình dùng đèn pin mà chiếu từ trước, mình để cái ống nước ngang hoặc là cái lon sữa mà hình tròn của mình, hình trụ của mình, lon sữa bột của em bé cũng là hình hình trụ, đúng không? Hoặc là lon bia cũng là hình trụ. Thì nếu mình chiếu từ mình đặt cái lon bia hoặc là cái lon sữa phía trước cái mặt mình nhìn từ trước vô thì đó chính là hình chiếu đứng. Mình nhìn từ trên xuống thì đó là hình chiếu chiếu bằng, và nhìn từ bên hông qua chính là hình chiếu cạnh, đúng không? Như vậy là hình chiếu đứng là hình vuông, hình chiếu bằng là hình tròn, và hình chiếu cạnh cũng là hình vuông, đúng không? Hoặc là hình chữ nhật cũng được ha. Nếu này không vuông thì có nghĩa là đây là hình chữ nhật, có nghĩa là hình chiếu đứng là hình chữ nhật, hình chiếu bằng là hình tròn, và hình chiếu cạnh là hình chữ nhật luôn. Do như vậy là mình sẽ điền vào cái bảng này nhé. Như vậy là mình có là hình chiếu đứng là hình chữ nhật nè. Có kích thước là mình thấy đây, kích thước cái này sẽ tương đồng với cái này, đúng không? Chiều cao là h và bề ngang chính là đường kính, đúng không? Như vậy là chiều cao h là đường kính, chiều cao là h, còn đường kính thì chính là đường tròn đáy d, đúng không? Như vậy hình chiếu bằng là hình tròn và hình chiếu cạnh vẫn là hình chữ nhật nhé. Giờ tiếp theo là hình nón. Mình xét cái hình nón này giống như cái nón lá, đúng không này? Như vậy mình sẽ có ba hình chiếu. Nếu mình để cái nón lá trước mặt này, mình nhìn từ trước, mình nhìn đối diện tình trước vô thì nó là giống như cái tam giác. Còn nếu mình nhìn trên xuống thì giống như cái hình tròn, nhìn bên hông qua thì giống như tam giác căng thôi, đúng không này? Như vậy mình sẽ có hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh, và mình sẽ điền vào các bạn, đúng không này? Hình chiếu đứng sẽ là một tam giác căng nè, có kích thước là đường cao, chiều cao từ đỉnh tới đáy h, chiều cao từ đỉnh tới đáy là h nha. Còn đường kính của đường tròn đáy sẽ là d. Còn hình chiếu bằng là hình tròn, đúng không? Hình chiếu cạnh chính là hình cũng là hình tam giác căng thôi, đúng không? Giống như cái hình này thôi. Giờ tiếp theo là hình cầu. Hình cầu là giống như cái banh, đúng không nè? Cái banh hoặc là quả bóng cũng được ha. Như vậy nếu mà hình hình cầu thì mình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh đều là do hình tròn hết thôi, đúng không? Như vậy mình sẽ điền vào cái bảng này nhé, hình bảng 6.3. Như vậy mình có hình dạng là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh đều là hình tròn hết. Và đường kính chính là đường kính của hình cầu là d, đúng không? Giờ tiếp theo. Chú ý thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn khối hình tròn xoay. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dáng và đường kính của mặt đáy. Như vậy ở đây người ta chỉ cần sử dụng hai hình chiếu để biểu diễn cái khối tròn xoay. Hai trong ba hình chiếu mình sẽ để biểu diễn khối tròn xoay là được nhé. Ghi nhớ đây là nội dung chính của bài học hôm nay. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là hình chữ nhật, của hình nón là hình tam giác căng, và của hình cầu là hình tròn. Còn hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của khối tròn xoay đều là hình tròn, đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần câu hỏi nhé. Giờ câu hỏi 1, hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng cạnh
chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì? Giờ thầy sẽ làm câu 1. Hình trụ được tạo thành bằng cách nào nè? Mình nhớ lại rồi. Hình trụ được tạo thành bằng cách là mình cho một cái hình chữ nhật xoay xung quanh một cạnh của nó thì mình sẽ được hình trụ. Vì mình trả lời là khi cho một hình chữ nhật quay quanh một cạnh của nó thì ba cạnh còn lại của hình chữ nhật sẽ quét lên một hình, thì đó gọi là hình trụ. Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của hình dáng là như thế nào? Mình xem cái hình trước nha. Đây là cái hình trụ của mình trong không gian nha. Như mình chiếu qua bên đây, hình chiếu đứng, chiếu xuống đây và chiếu qua đây, thì mình thấy là hình chiếu đứng sẽ có dạng là hình chữ nhật đúng không? Còn hình chiếu cạnh thì sẽ là có dạng hình tròn đúng không? Khi mình để là chiếu đứng thì có hình chữ nhật và chiếu cạnh thì sẽ có là hình tròn đúng không? Giống như hình dáng này thôi. Giờ tiếp theo là câu 2, hình nón được tạo thành như thế nào? Câu số 2, hình nón được tạo thành như thế nào nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì? Giờ như vậy ở câu số 2 này người ta hỏi là hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dáng gì? Như vậy mình nhớ là hình nón sẽ được tạo thành khi mình quay một cái hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh vuông cố định thì ta sẽ được hình nón. Hình chiếu đứng là sẽ một là đây, mình xem hình nha. Đây, nếu mình để cái hình nón ngang thế này thì hình chiếu đứng sẽ là một tam giác căn đúng không? Hình chiếu bằng sẽ cũng là tam giác căn và hình chiếu cạnh sẽ là hình tròn đúng không nè? Như mình trả lời là hình chiếu đứng sẽ là tam giác căn, còn hình chiếu cạnh là hình tròn nhé, đúng nè. Giờ tiếp theo là câu số 3. Giờ tiếp theo câu số 3, hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì? Như vậy mình nhớ là hình cầu được tạo thành khi quay một nửa hình tròn nha. Một vòng quanh đường kính cố định của nó thì ta sẽ được hình cầu đúng không? Mình quay một nửa cái hình tròn, quay quanh một cái đường kính cố định của nó thì mình sẽ được cái hình cầu. Và hình cầu có một đặc điểm là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng hay hình chiếu cạnh của nó đều là hình tròn đúng không? Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong công nghệ lớp 8 bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Lim, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Lim nha. Để chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.